Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự online. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày vía thần tài, đổ xô đi mua vàng chỉ tốn tiền chứ không có tài lộc. Ông Hoàng Triệu Hải, giám đốc trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương cho biết, ngày vía thần tài chuyện đi mua vàng là do những người kinh doanh vàng nghĩ ra dựa vào niềm tin đầu năm mua vàng có thêm may mắn, tài lộc của người dân để bán vàng. Mua vàng chỉ tốn tiền. Cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng, người dân tại nhiều thành thị lớn đổ xô đi mua vàng để cầu tài lộc, cả năm ăn nên làm ra vì quen gọi đây là ngày vía thần tài. Theo ông Hải, việc đổ xô đi mua vàng ngày vía thần tài chỉ thấy tốn tiền trong ngày đó, chứ tài lộc ở đâu thì không thấy. Ông Hải cho biết, ở miền Bắc, từ khi bắt đầu nền kinh tế mở cửa mới bắt đầu xuất hiện ông thần tài, còn ở miền Nam, nơi có nhiều người gốc Hoa sinh sống, vẫn duy trì phong tục này từ khoảng cuối thế kỷ 19. Trong văn hóa truyền thống của người Việt, chỉ có tục thờ cúng ông địa, chứ không có thần tài. Và việc thờ cúng thần tài mới chỉ xuất hiện từ 20 năm trở lại đây do ảnh hưởng văn hóa tín ngưỡng của người Trung Quốc, ông Hải giải thích. Thần tài, theo truyền thuyết của người Trung Hoa, là ông Triệu Công Minh, người thời Đường, năm 618 đến năm 904. Ông này được nhắc tới như một vị thần tài trong đạo giáo sớm nhất vào thời nhà Nguyên, 1279 đến 1368. Theo tín ngưỡng của người Trung Quốc, ngày sinh nhật của thần tài là ngày mùng 5 tháng Giêng, còn tại Singapore hay Malaysia là ngày mùng 1 tháng Giêng. Ông Hải khẳng định, vào ngày này, bên đó họ thường đốt vàng mã thần tài, chứ không có tục lệ mua vàng bạc cầu may, không có bất kỳ phong tục tập quán hay tài liệu cổ nào đề cập tới ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch là ngày thần tài. Ai mới là thần tài? Ngay trong văn hóa dân gian Trung Hoa cũng tồn tại rất nhiều truyền thuyết không nhất quán về thần tài. Tại một số nơi khác ở Trung Quốc thì thần tài là hiện thân của Phạm Lãi, một trong ngũ lộ thần, năm vị thần cai quản cửa cổng, hoặc Bỉ Cán, hoàng tử đời nhà Thương, hoặc Quan Vũ, hoặc đời nhà Thanh trong cuốn Doanh khẩu tạp ký của Chư An Nhân, thì thần tài hiện thân theo bóng của đèn lồng. Tuy nhiên, hình ảnh chung nhất về ông thần tài là một người mặt đen, râu rậm, tay cầm roi và cưỡi cọp đen. Hình ảnh này khác hoàn toàn với ông thần tài mà chúng ta vẫn thường hay thấy hiện nay, với vẻ mặt tươi cười, đội mũ tai chuồn và trên tay cầm thỏi vàng. Trong Phật giáo cũng tồn tại một vị thần tài có tên là Sambala, và đây cũng là hình ảnh của vị thần tài từ đạo Hindu có tên Kubesa. Các vị thần tài này là những người bảo vệ và giữ của cải cho đấng tối cao theo tôn giáo của vị thần đó. Họ không phải là những thần ban phát tiền bạc cho nhân gian. Chúng ta cũng thấy được sự không thống nhất trong nguồn gốc cũng như ngày tưởng niệm của thần tài trong tín ngưỡng thờ cúng của người Trung Hoa. Ngày mùng 10 tháng Giêng cũng không phải là ngày mà người Trung Hoa lục địa coi là ngày của thần tài, mà là ngày mùng 5 tháng Giêng. Việc thờ cúng theo tín ngưỡng dân gian ông thần tài là việc làm hoàn toàn bình thường, nhưng chúng ta rất cần hiểu chính xác chúng ta đang thờ cúng ai và ý nghĩa của việc thờ cúng vị thần đó. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có được ý nghĩa đích thực trong việc thờ cúng và giúp chúng ta tránh khỏi sự lợi dụng lòng tin, biến văn hóa tâm linh thành mê tín dị đoan. Sự may mắn hay tiền tài không tới từ sự cầu xin và ban phát từ một vị thần nào, ông Hải lưu ý. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự online để cập nhật những tin tức mới nhất. Bà bầu sắp đẻ xếp hàng từ 5 giờ chờ mua vàng thần tài. Từ 5 giờ sáng nay 14 tháng 2, tại phố vàng Trần Nhân Tông, nhiều người đã xếp hàng từ sớm để xếp hàng chờ mua vàng ngày vía thần tài. Theo quan niệm của người dân, những người mua sớm sẽ gặp nhiều may mắn trong năm. Có mặt từ sáng sớm, một người phụ nữ mang bầu ở quận Ba Đình, Hà Nội cho hay, chị kinh doanh hai cửa hàng, năm nào chị cũng xếp hàng từ sớm để mua hai chỉ vàng. Chị cho hay, mặc dù không biết có may mắn hay không, nhưng chị cảm thấy kinh doanh khá thuận lợi, giờ mang bụng đã to nên chị càng phải dậy sớm để mua rồi về nghỉ. Trong khi đó, một khách hàng khác cho biết đã có mặt từ 1 giờ sáng để trở thành người đầu tiên mua vàng thần tài may mắn. Lượng khách tập trung đông chủ yếu tại Bảo Tín Minh Châu, trong khi đó nhiều cửa hàng vàng khác cũng chuẩn bị từ rất sớm để phục vụ khách hàng. Theo dự kiến, ngày hôm nay các cửa hàng kinh doanh vàng sẽ mở cửa từ rất sớm cho tới tận khuya. Từ chiều 13 tháng 2, khách cũng phải chen chân nhau chờ mua vàng lấy may. Theo nhân viên của các hãng vàng, lượng khách tới mua vàng hôm nay đa phần mua vàng lẻ từ 0,5 đến 5 chỉ, khách mua vàng miếng không nhiều.
Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhẫn kim tiền, nhẫn lông voi giá rẻ, giao bán rầm rầm cận ngày vía thần tài. Sắp đến ngày vía thần tài, ngoài vàng nhẫn 4 số 9 thì các loại nhẫn kim tiền đồng thau mạ vàng hay nhẫn lông voi có giá chỉ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng được giao bán nhiều trên chợ mạng và được người mua săn lùng. Theo một giao bán giới thiệu, nhẫn kim tiền đồng thau mạ vàng 10K được làm từ đồng nguyên chất bền màu vĩnh viễn, không bị phai màu, lại tốt cho sức khỏe. Nhẫn kim tiền là loại nhẫn có thiết kế những đồng xu nối kết lại với nhau. Khác với những loại nhẫn thông thường, nhẫn kim tiền không chỉ có tác dụng làm đẹp mà nó còn có ý nghĩa phong thủy với khả năng mang đến may mắn, tài lộc, tiền tài cho người đeo, người bán hàng quảng cáo. Ngoài ra, để thu hút người mua, người bán hàng còn giới thiệu thêm hình ảnh đồng tiền vàng là đại diện cho tiền bạc tài lộc. Tuy nhiên, loại nhẫn này là bao gồm rất nhiều các đồng tiền vàng nối tiếp với nhau, không có điểm đầu và điểm cuối, tượng trưng cho phú quý liên miên, không có điểm dừng, hay thần tài luôn theo gia chủ, mang lại tiền tài may mắn cả năm. Một giao bán khác về nhẫn lông voi vàng 10K giới thiệu, ngoài sự may mắn trong hôn nhân, tình duyên, nhẫn lông voi còn mang lại sức khỏe, tránh cảm, tránh gió. Bởi vậy hàng năm, mỗi người đều tìm mua một chiếc nhẫn lông voi cho mình để lấy may. Giá mỗi chiếc nhẫn lông voi được bán với giá 330.000 đồng. Người bán cam kết nhẫn vàng 10K chuẩn đủ tuổi và có giấy chứng nhận đi kèm. Tuy nhiên, theo chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh vàng bạc ở Hoàng Mai, Hà Nội, thì hiện trên thị trường, nhẫn lông đuôi voi đang bán có hai loại là nhẫn vàng và nhẫn bạc. Nhẫn lông voi vàng thì có hai loại là vàng trắng và vàng tây. Người mua thường thích nhẫn vàng tây hơn. Giá nhẫn lông voi vàng trắng và vàng tây tương đương nhau. Theo đó, tùy vào trọng lượng vàng mà nhẫn có các loại giá khác nhau. Nhẫn lông voi vàng 18K hàng chuẩn có giá từ 2,4 triệu đồng trở lên một chiếc, có chiếc giá tới 4 đến 5 triệu đồng, tùy vào kiểu dáng, trọng lượng, thậm chí có chiếc nhẫn lông voi giá vài chục triệu nếu có gắn thêm đá quý. Cũng theo chủ cửa hàng vàng bạc này, hiện thị trường đang giao bán thêm hai loại nhẫn vàng lông voi là vàng mỹ ký và vàng non tuổi, chủ yếu là mỹ ký và vàng 10K. Giá nhẫn lông voi vàng 10K giá khoảng 800.000 đồng một chiếc, còn nhẫn lông voi có giá vài chục ngàn đồng đến 300.000 đồng thì toàn là hàng Trung Quốc nhập về nên mới có giá rẻ như vậy. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa cưới nhau được 3 phút đã ly hôn ngay lập tức. Một cặp đôi ở Kuwait đã đường ai nấy đi khi vừa kết hôn được 3 phút. Đây thực sự là cuộc hôn nhân ngắn ngủi bậc nhất trong lịch sử quốc gia Trung Đông này. Mới đây, màn kết hôn, ly hôn chớp nhoáng bậc nhất lịch sử đã diễn ra tại Kuwait khi một cặp đôi mới cưới yêu cầu hủy hôn dù chỉ vừa nói lời thề nguyền chung thân đại sự vài phút trước. Cụ thể thì gặp tân lang tân nương này vừa mới ký giấy kết hôn trước mặt một thẩm phán thì cô dâu vô tình vấp ngã. Tuy nhiên, thay vì giúp đỡ cô dâu, chú rể lại bật cười chế giễu và thậm chí còn gọi cô dâu là đồ ngốc. Điều này khiến cho cô dâu vô cùng tức giận và cảm thấy mình bị xúc phạm. Chính vì vậy, cô này đã lập tức quay trở lại để yêu cầu thẩm phán hủy bỏ cuộc hôn nhân của mình. Và như vậy, thời gian cặp đôi này nên duyên vợ chồng chỉ diễn ra trong vòng vỏn vẹn có 3 phút. Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã tỏ ra đồng cảm với cô dâu. Có ý kiến cho rằng, nếu ngay từ lúc ban đầu anh ta đã hành động như vậy, thì tốt hơn hết hãy rời bỏ anh ta. Trước đây cũng từng có một trường hợp kết hôn chớp nhoáng tại Dubai khi cô dâu chú rể ly dị sau khi làm đám cưới được 15 phút. Tuy nhiên, thành tích này tại Dubai chắc chắn cũng phải chào thua cuộc hôn nhân 3 phút diễn ra ở Kuwait. Theo các báo cáo thì tỷ lệ hôn nhân chớp nhoáng tại Kuwait cũng xảy ra rất phổ biến. Nguyên nhân xuất phát từ việc chính phủ nước này có nhiều hỗ trợ tài chính và các khoản vay ưu đãi cho các cặp đôi mới cưới. Chính vì vậy, đã có nhiều trường hợp kết hôn để hưởng lợi, rồi sau đó mối quan hệ lợi ích này cũng nhanh chóng kết thúc trong cảnh đường ai nấy đi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất nhé! Nông dân miền Tây mổ lợn 300kg phát hiện vật lạ. Một con lợn to về làm thịt ăn Tết, anh nông dân ở Sóc Trăng tìm thấy trong giả dây heo cuối lông có mùi thảo mộc. Sáng ngày 3 tháng 2, gia đình anh Dương Quốc Thái ở xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú mua con lợn cái khoảng 300kg về làm thịt, chia cho bà con. Lúc mổ xẻ dây lợn, mọi người bất ngờ khi thấy vật thể đầy lông, to như quả cam, nặng vài trăm gram.
Nhiều người già trong làng nói đây là cách lệnh rước quý, nên gia chủ đem phơi nắng. Lúc sau phần lông bên ngoài chuyển từ màu xám sang màu vàng, phát ra mùi thơm thảo mộc. Sự việc thu hút rất nhiều người đến xem. Cách lệnh còn gọi là trư cát, trư sa hay trứng vàng, là loài sỏi mặt lành tính, được tích tụ theo thời gian trong cơ thể lợn, được dân gian đánh giá là có giá trị y học. Tuy nhiên, thực tế trong đông y không sử dụng bất kỳ vị thuốc nào từ dạ dày của lợn. Hiện chưa có tài liệu, bằng chứng, thông tin chính thống nào nói về giá trị kinh tế cũng như y khoa của cách lệnh.